Matt, I have something wanting to tell you. Okay. Cái sự chú này Mm nó -hmm. really, really good. Ok, cảm ơn con. Rồi ăn đi. Welcome. Trời, nó ăn sữa chua của mình mà nó còn nói you welcome nữa. Sau khi bị mẹ la một trận tơi bời vì cái chuyện hễ ảnh về nhà là gây ồn ào, thì ảnh im ỉm đi mở tủ lạnh lục tìm thứ gì đó để ăn. Và sau khi chén sạch hũ sữa chua, ảnh tủm tỉm cười khích lệ mẹ. Sao mẹ không làm bán cho nhà hàng? Con thấy nó ngon 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 vô đối. Cái chữ ngon nó kéo dài, dễ kéo mình lên tiên chứ chả đùa. Chắc chẳng có chị mẹ nào mà dễ bị dụ như mình đâu. Đang giận nó tưng bừng như vậy đó, nó tỉ te khen mình nấu ăn ngon, lập tức xóa bỏ hết mọi lỗi lầm, lao thân vô chợ, lại mua đồ về tiếp tục làm món nó thích. Và cũng chắc chắn một điều là chả mấy ai khờ dại như mình. Người ta mê nước hoa, túi xách, mỹ phẩm, còn tôi mê đi chợ. Những buổi sáng thong thả dạo chợ như này thật đúng là tinh thần tự do. Không tiếng la khóc đòi công bằng của bọn con nít, không cần phải hối thúc càm ràm một ai đó. Một mình một xe đẩy thong dong lướt qua hàng rau củ đầy sắc màu, thịt cá tươi rói nằm chào mời trên quầy thiệt là quyến rũ. Kể mọi người nghe chuyện này, hồi mới qua Mỹ, đi chợ mua bó hành có dăm ba cọng mà quy ra tiền Việt cũng đến vài chục ngàn. Lúc đó mua thứ gì cũng quy ra đồng Việt Nam, thế nên cố làm sao đó để dè sẵn vài cọng hành làm rau nêm đến hết tuần. Có lần trong lúc trả tiền ở quầy thu ngân, đang loay hoay đếm tiền xu để trả, lúc sau nhân viên bán hàng bảo có người trả giúp cho mớ hàng mình mua rồi. Ôi, ngó trước ngó sau chẳng một ai quen biết, ái ngại ghê gớm. Chắc họ thấy mình đầu bù tóc rối, tiết kiệm đến từng đồng xu nên mũi lòng chăng. Lại một lần khác, dẫn ba đứa nhỏ đi bưu điện gửi đồ cho đứa bạn. Bưu điện mùa Giáng sinh nên khá đông khách. Nhìn thấy bà mẹ đang cố giữ cho ba đứa con trật tự, người thanh niên nọ đứng trước, quay xuống ôm giúp mình gói hàng. Nhanh không trở tay kịp, anh trả giúp phí chuyển hàng giùm mình luôn. Anh bước ra đến cửa mà mình còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi nhân viên bưu điện giải thích là có người đã trả giúp mình rồi. Lần đó, chở ba đứa nhỏ đi học nhạc mà bị lạc khá xa, tấp xe vô lề chỉnh lại GPS, thì có anh cảnh sát đổ xịt bên cạnh là mình xanh cả mặt. Chị có bị gì không? Đoạn đường này không an toàn, chị cần tôi giúp gì không? Mình cảm ơn, chỉ là đang dò tìm địa chỉ. Thế là anh bảo đưa địa chỉ đây, anh chạy phía trước, đưa mấy mẹ con đến đúng nơi cần tìm. Cảm ơn anh cảnh sát rối rít, anh bảo có gì đâu, đó là việc của anh mà. Lòng tốt của người Mỹ mà mình có cơ hội được hưởng thì còn nhiều lắm. Nó không phô trương, nó gửi cho người này để người ta nhân rộng nó ra. Con nít khi bắt đầu đi học thì chữ share, nghĩa là chia sẻ, luôn được dạy đầu tiên và xuyên suốt quá trình. Tám chuyện ta bà một hồi mà nồi sữa chua cũng gần xong rồi đó. Mẹ thì thích ăn sữa chua không pha trộn, nhưng anh em tụi nó lại ghiền các thể loại mứt trái cây, nên mẹ phải bỏ thêm công ra làm mứt Việt Quất với quả mâm xôi. Ôi, các thực khách này á, lại yêu cầu sữa chua phải mịn, không bị bột, không ngọt gắt, và vừa đủ độ ngọt tan trong miệng. Trời ơi, bài toán thiệt là khó quá đi. Thôi, mua cho xong đi, ha mấy đứa. Nghĩ lại nhiều khi vô bếp thường xuyên cũng là một tội đồ đó, phải không các mẹ? Vì mình càng nấu lên tay thì những thực khách được mình phục vụ lại có nhiều sự lựa chọn và ngày càng khó tính thì phải. Lại nhớ hồi nhỏ khi còn ở với ông bà, mùa hè ông luôn dậy từ mờ sáng để làm sữa chua. Hồi đó thì làm gì có tủ lạnh. Sữa chua ông làm xong ủ chua vài tiếng rồi bỏ tất cả vào một cái bịch, thả xuống giếng. Sau giờ ngủ trưa, mấy đứa cháu tò mò theo ông ra giếng. Ông nhẹ nhàng kéo sợi dây mang theo cái bịch từ giếng sâu lên. Ta nói,
đó là những chai sữa chua ngon nhất cuộc đời. Nó mát lạnh từ giếng sau, ngọt chua thấm tận gan ruột. Tuổi thơ mê ăn, quên hỏi bí quyết từ ông. Để giờ, mồ ong xanh cỏ cũng chục năm rồi mà vẫn còn nuối tiếc. Cũng may sáng dậy, mở cái nồi ủ ra, mùi sữa chua thơm nó dịu dàng làm sao. Cho bọn thực khách thử liền tại chỗ. Ngon rồi đó mẹ ơi. Con mình, một khi nó ghiền món gì thì chúng ăn thun thút đến miếng cuối cùng. Người mẹ này ngồi nhìn rồi cũng tan chảy luôn. À, mà người mẹ này còn có thêm một niềm vui bé nhỏ đó nữa. Đó là thích úp ngược hũ sữa chua trên tay và khiêu khích chúng kiểu như: tao thách mày đổ hết ra tay tao đó. Nhưng sao mà đổ được? Lớp sữa chua đông nhẹ mịn màng bám chặt vào thành ly, kêu gọi: chị ơi, ăn em đi, đừng đùa thế chứ. Ngoài hiên nhà mùa xuân đến rồi đó, bông mận nở trắng cây rồi nè. Lại lên kế hoạch cho những chuyến đi, mùa đẹp nhất trong năm mà, không ai bỏ lỡ cả. Xin chúc các bạn có một cuộc sống đầy đủ sự chua ngọt dịu dàng như hương vị của ly sữa chua từ góc nhà mẹ Chip.